và chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Mọi người có thể gọi mình là Mon. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị một số đồ dùng học tập cho năm học mới. Thì đầu tiên chính là một thứ mà chúng ta không thể thiếu, đó là sách giáo khoa. Ở đây thì mình chỉ mới học lớp 8 thôi và mình đang học chương trình mới. Nhìn cái vở muốn sạch chân tâm lý luôn đấy, tại vì rất là nhiều vở luôn. Thank you.
Oh.